Chào các bạn, đây là một khúc lò xo của Đức. Bây giờ tôi sẽ làm một con dao phớ chặt, xem cái độ sắc của nó như thế nào. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá khúc thép này.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái lưới dao phở bằng thép lò xo Đức. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ chắc của nó như thế nào. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Cạo lông mát rượi luôn, còn sắc hơn dao lam nên phải nói là con cái thép này là sắc như nước. Ok, còn phần lắp cán tôi sẽ vào nó lắp nốt. Đây các bạn thấy chưa ạ, tôi chặt ngang cái chân giò mà cái lưới dao không hề việc gì cả, chính tỏ cái độ chịu lực của con dao ta làm từ lò xo này là cực kỳ chất lượng. Về cái độ sắc của nó thì ta cạo lông chân mát rượi luôn, còn về cái màu sắc của nó thì rất chi là mượt mà các bạn ạ. Con dao này là quá tuyệt vời. Các bạn làm cái con dao phở như thế này, cái sống của nó thì dày như thế này, kéo xuống mũi này thì nó vun vút hình chữ V này. Đấy, là chặt ta chặt rất mút và rất sắc, cái độ sắc của nó là đạt tới đỉnh cao.
các bạn làm cái cán này bằng gỗ cấm chí, cái vân của nó là cực kỳ đẹp, được chốt hai đinh đồng, và cái khâu này là khâu inox mạ đồng rất chi là sáng bóng. Về cái mẫu dao này cũng rất chi là đẹp, cái màu sắc của nó là rất mượt. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phới chặt bằng thép lò xo đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.